Cô chào các con. Sau một thời gian nghỉ hè và nghỉ giãn cách do đại dịch COVID, hôm nay cô và các con lại được gặp nhau thông qua những bài học trực tuyến. Vì vậy, cô rất mong các con tập trung học bài và ghi chép bài đầy đủ nhé. Tiết học đầu tiên, cô xin giới thiệu và sinh hoạt chung về bộ môn chương trình ngữ văn lớp 7, học kỳ 1. Phần đầu tiên, cô sẽ sinh hoạt nội quy về bộ môn ngữ văn. Về nội quy, phần thứ nhất là về tập sách. Cũng như năm ngoái, các con chuẩn bị cho cô 3 quyển tập, tập ghi bài học, tập soạn và tập bài tập. Về sách giáo khoa, nếu bạn nào chưa mua được sách thì lên trang web của trường để tải sách giáo khoa về. Về phương tiện học, chúng ta học trực tuyến nên các con cần có trong các phương tiện như điện thoại thông minh, laptop, máy tính. Về thời gian học, chúng ta sẽ học theo thời khóa biểu của nhà trường đã gửi cho các con qua đường link. Bây giờ, cô sẽ bước sang phần thứ hai, đó là phần giới thiệu về chương trình ngữ văn lớp 7 học kỳ 1. Về số tuần và số tiết, chúng ta có 18 tuần và 72 tiết. Về nội dung, kết hợp cả 3 phân môn văn, tiếng Việt và tập làm văn. Về phần văn, chúng ta sẽ học về văn học dân gian, ví dụ như là ca dao dân ca và thơ trung đại, có những bài như Sông núi nước Nam, Bánh trôi nước, vân vân. Văn thơ hiện đại như bài Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, Mùa xuân của tôi. Về phần tiếng Việt, chúng ta được học về những từ loại, từ Hán Việt, chữa lỗi về quan hệ từ, vân vân. Về phần tập làm văn, các con được học sâu hơn, kỹ hơn về phương pháp, cách thức cũng như cách tạo lập văn bản và đặc biệt là văn biểu cảm. Về hình thức học tập, các con sẽ nghe thầy cô giáo giảng bài, phát biểu và ghi chép bài đầy đủ vào vở bài học. Bài tập thầy cô cho về nhà, các con sẽ làm vào vở bài tập và xung phong sửa bài để giúp cho chúng ta hiểu bài hơn. Trên đây là phần giới thiệu về bộ môn ngữ văn lớp 7 học kỳ 1. Cô rất mong các con sẽ tiếp thu và học tập tốt bộ môn này nhé. Các con thân mến, từ thuở lọt lòng mẹ, chúng ta đã được lớn lên trong lời ru ngọt ngào của tình mẫu tử. Có những câu hát tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng bao ân tình về tình cảm gia đình, về quê hương và giữa con người với nhau, để chúng ta sống đẹp hơn, tốt hơn. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các con về bài ca dao đầu tiên với chủ đề những câu hát về tình cảm gia đình. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai bài, đó là bài 1 và bài 4 ở sách giáo khoa trang 35. Trước khi đi vào phần phân tích cái hay cái đẹp của từng bài ca dao, cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu chung về phần chú thích. Về phần đọc tìm hiểu chú thích, khái niệm ca dao dân ca, thì ở trong sách giáo khoa trang 35, phần chú thích ghi rất rõ. Bây giờ các con đọc kỹ phần khái niệm và lấy bút chì đánh dấu vào những phần cơ bản. Ca dao dân ca là những khái niệm tương đương, chỉ các thể loại trữ tình dân gian kết hợp với lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người. Vậy dân ca là gì? Là những sáng tác kết hợp lời và nhạc, tức là hát có nhạc. Còn ca dao là lời thơ của dân ca. Cô lấy ví dụ nhé. Bài ca dao: trên trời mây trắng như bông, ở dưới cánh đồng bông trắng như mây. Từ bài ca dao đó, tác giả dân gian đã chuyển thể thành bài hát lý cây bông. Bông xanh bông trắng rồi lại là bông ơi người ơi. Đấy, những sáng tác như thế này do nhân dân lao động sáng tác, và đặc biệt thể thơ thường là thể 68. Cảm xúc trong bài ca dao là cảm xúc chung của cả cộng đồng chứ không phải của một cá nhân. Ví dụ bài ca dao: trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Về hình thức nghệ thuật thì thường là ngắn gọn, sử dụng thơ lục bát hoặc biến thể. Về biện pháp tu từ, trong các bài ca dao có các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, vân vân. Về ngôn ngữ, bài ca dao thường có ngôn ngữ giản dị, giàu màu sắc địa phương. Trên đây cô có một số sách ca dao dân ca. Các con có thể tự đọc thêm và tìm hiểu thêm về ca dao dân ca. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là đọc và tìm hiểu văn bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái hay cái đẹp của bài ca dao thứ nhất nhé. Trước khi tìm hiểu bài ca dao, cô đọc các con nghe.
Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chín chữ ghi lòng con ơi. Muốn tìm hiểu một bài ca dao thì chúng ta cần trả lời được những câu hỏi như sau. Thứ nhất, bài ca dao này là lời của ai nói với ai, nói trong hoàn cảnh nào và dấu hiệu nào thể hiện trong bài. Nội dung của bài ca dao này như thế nào? Bài ca dao được sử dụng bằng nghệ thuật gì? Như các con đã thấy, bài ca dao này là lời của một người mẹ ru con, nói với con về công lao của cha mẹ đối với con cái. Dấu hiệu được thể hiện bằng từ hô gọi, đó là con ơi. Bên cạnh đó còn nhắc nhở công lao của cha mẹ đối với con của mình. Các con biết không, những câu ca dao đã đi vào lời ru của bà, của mẹ để ru con cháu. Bài ca dao này có hai vế. Hai câu đầu được sử dụng bằng phép so sánh núi ngất trời. Núi ngất trời là núi như thế nào? Núi rất cao, xen lẫn vào với mây xanh. Vậy tại sao tác giả lại so sánh như vậy? Bởi vì người cha là biểu tượng vững chắc, là trụ cột mạnh mẽ trong gia đình. Còn mẹ, mẹ được so sánh với nước ở ngoài biển đông. Vì sao lại được so sánh như thế? Bởi tình mẹ dạt dào, mênh mông, cao cả và không thể nào đong đếm được, cũng như nước ở ngoài biển đông vậy. Hai hình ảnh này rất cụ thể để cho chúng ta dễ hình dung ra được tình cảm của cha mẹ đối với con cái của mình. Ở câu ca thứ ba, núi và biển được điệp lại bằng từ láy, mênh mông, nhấn mạnh sự trùng trùng, điệp điệp, nối tiếp. Như vậy, qua ba câu ca dao, khẳng định và ngợi ca công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái. Và bài ca dao đã khép lại với câu ca dao cuối, Cù Lao chín chữ ghi lòng con ơi. Thành ngữ Cù Lao chín chữ nhấn mạnh công lớn to lớn của cha mẹ, ghi lòng con ơi, nhắc nhở con cái đền đáp công ơn đó đối với cha mẹ của mình, phải ghi lòng tạc dạ công ơn to lớn của cha mẹ. Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra được nội dung chính và nghệ thuật của bài ca dao. Nghệ thuật của bài ca dao này đặc sắc nhất đó là nghệ thuật so sánh. Còn nội dung diễn tả công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái, nhắc nhở bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài ca dao thứ hai, tức là bài số 4 trong sách giáo khoa. Trước khi tìm hiểu bài ca dao, các con nghe cô đọc một lần. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Bài ca dao này là lời của ông bà, cô bác nói với cháu hoặc cha mẹ dặn dò con cái. Nhưng cũng có thể là anh em ruột thịt tâm sự với nhau. Đây chính là tiếng hát về tình cảm anh em thân thương ruột thịt thông qua các từ ngữ gắn kết. Nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Hai câu cuối với nghệ thuật so sánh, yêu nhau như thể tay chân, biểu thị sự gắn bó thiêng liêng, không thể tách rời, tình anh em ruột thịt cũng như tay chân trên cơ thể con người. Câu cuối khẳng định, anh em gắn bó sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cha mẹ. Vậy, bài ca dao này có nội dung chính và nghệ thuật như sau. Về nghệ thuật, tác giả dân gian sử dụng nghệ thuật so sánh. Còn nội dung của bài ca dao đó là đề cao tình anh em và nhắn nhủ anh em trong một gia đình thì phải thương yêu lẫn nhau. Ở trong sách giáo khoa của các con có một số bài ca dao có nội dung tương tự như vậy. Ở cái phần đọc thêm, các con nhớ đọc. Các con thân mến, qua hai bài ca dao mà chúng ta đã được học hôm nay, chúng ta đã rút ra được nhiều về ý nghĩa gia đình. Gia đình là điều thiêng liêng quý giá nhất. Mọi thành viên trong gia đình là tài sản vô giá của mỗi người. Vì vậy, chúng ta nên trân trọng điều đó để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ, chúng ta sẽ bước sang phần luyện tập. Các con làm cho cô bài tập số 2 ở phần luyện tập sách giáo khoa trang 36. Sưu tầm hai bài ca dao có nội dung tương tự và chép lại trong vở bài tập. Một bài tập nữa, cô cho các con về nhà làm.
đó là hoàn thành từ còn thiếu trong các câu ca dao sau. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô chúc các con luôn vui khỏe để học tập tốt nhé. Hẹn các con vào những bài học tiếp theo.